Ok, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình xin giới thiệu, mình tên là Win. Thì hôm nay thì mình sẽ không có quay cái mặt của mình nữa, mà mình sẽ làm một cái bài review, gọi là về giới thiệu về cái cách sử dụng của con GoPro trên màn hình của nó. Thì ok, mình sẽ bắt đầu nhé. Thì mình sẽ giới thiệu là bên hông của nó có một cái nút, thì chỗ đây gọi là cái nút mod. Thì mình sẽ bấm vào cái nút này để chọn các cái chế độ là timelapse, video, photo. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu về chế độ là của video. Thì mà nhìn chung á, bạn nhìn vô là bạn sẽ thấy liền ở trên góc này là thị nhớ. Hiện tại mình không có gắn thị nhớ. Ở đây là hiển thị pin. Đây là mình sẽ tích vào chỗ này. Nó sẽ hiện là cái số giây. Ở đây là zoom. Bạn tích vô đây. Đó, bạn có thể zoom được. Các bạn tích vào đây là có thể chọn độ phân giải. Cái này là chế độ là 4K, 2.7K, 1080, 720. Bạn có thể tích ở đây, đó, nó nhảy nè. Rồi tiếp theo, khi mình sẽ chọn là 1080. Rồi, 1080 đã xong thì mình chọn cái số frame. Tích vô đây. Nó sẽ có các frame 240, 120, 60, 30, 24. Mình sẽ chọn là ví dụ là chọn 30 đi. Và nó có một cái chức năng là chống rung. Thì chỗ này là nó để là auto, nên mình cứ để auto. Bạn tích cho chữ wide. Đây là các chế độ nè. Cái này là cái khung hình của nó. Linear, wide nè, super wide. Nó rộng ra. Đây là chọn theo cái giống là tiêu cự. Mình sẽ chọn linear. Và mà GoPro 7 thì mình có thấy một chức năng mới của nó là bạn Pro Turn. Các bạn tích vô đây. Bạn on. Thì nó sẽ hiện ra những cái cụ thể hơn để các bạn chỉnh. Đầu tiên là về shutter. Là phần này là chỉnh tốc độ và khung hình. Thì mình để auto. Thứ hai đó là về EV, là cộng trừ sáng. Thì mình biết á, là nếu các bạn quay ở bên ngoài á, thì các bạn nên để trừ 0.5 cho nó thích hợp. Nhưng mà bình thường thì nếu mà mình không biết gì hết thì mình để chế độ là 0. Và tiếp theo đó là quay ba lăng. Các bạn có thể chỉnh rất là nhiều chế độ. Nếu bạn không biết thì các bạn để auto. Rồi tiếp theo là về ISO. Nó có rất nhiều là ISO. ISO cao nhất là 6400, nhưng mà nó sẽ rất là noi. Nên tốt nhất là mình nên sử dụng ISO dưới 800. Mình chọn 400 đi. Đây là ISO maximum. Rồi đây, về sharpen là cái độ nét. Thì mình đã thử test ở high và medium. Thì nó gọi là nó rất là nét và cảm giác nó rất khó chịu, nên mình chọn low. Còn các bạn nếu chọn thích chọn medium high thì đó là tùy các bạn. Về màu sắc thì nó có hai loại, một màu của GoPro và một màu của flash. Thì cái màu flash này á thì nó sẽ lợt hơn để các bạn dễ làm màu. Thì mình để chế độ flash. Về audio thì mình nghĩ là nên để là medium. Về mid thì mình để là auto luôn để cho nó tự setup. Đây là phần mở rộng rất là hay của Proton. Mình rất là thích cái chế độ này. Cái phần mở rộng này là dành cho những bạn là sử dụng rành về cái thiết bị máy ảnh, nên sử dụng những cái này rất là dễ. Nên các bạn ai thích thì cứ sử dụng, còn không biết thì cứ để chế độ auto. Nếu không biết các bạn cứ tắt này. Và tiếp theo là về phần chụp. Phần chụp thì nó cũng có rất là nhiều cái. Bên đây là hiện giờ. Đó, photo time. Đó, có thể hiện giờ để chụp. Rồi có thể zoom. Đó, có thể zoom. Rồi các góc. Các bạn thấy chỗ linear và wide thì nó có hai góc chụp ảnh, nó có hai góc. Super photo thì các bạn muốn để đây là chụp cái chất lượng ảnh nó cao hơn, thì các bạn muốn chụp thì cứ bật auto hoặc là để on. Rồi các bạn muốn chụp file raw thì cứ để on lên.
Ok, rồi bên này cũng có phần protein, nên các bạn cứ thoải mái setting này, phần setting của nó đây. Phần bên này thì nó sẽ hạn chế hơn là bên quay. Và một cái mình muốn giới thiệu cho các bạn nữa về con GoPro này, điểm nó cao hơn là nó có cái phần mà nhận diện giọng nói, là mình đưa ra những cái lệnh bằng lời nói, GoPro nó sẽ hiểu và nó sẽ bật, là các bạn có thể bật ngay chỗ này. Đó, không thích thì các bạn off. Còn cái chỗ này là âm thanh lúc mà mình bật, mình thích thì mình bật, không thích thì thôi. Đó, ok. Vô sâu hơn á thì bạn reference. Trong đây nó sẽ có tất cả các cái set setting rất là hay, các bạn có thể nghiên cứu thêm. Thì cái phần giới thiệu về con GoPro của mình tới đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của mình, và hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi video của mình, và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Chào tạm biệt.